dài thứ 3 với số đo chuẩn là 90, 60, 90. Và đây là phần trình diễn của chị các của chị. Wow, tặng luôn ra. Thấy là chưa tương lai chị đọc giải rồi đó. Rồi rất là quỷ mị, rất là thân thiện đúng không ạ? Rồi chúng tôi xin một chàng mời phỏng vấn đến với chị. Chị cho em biết cũng câu hỏi phụ và team của chị có cung cấp đầy đủ cho chị không? Bao dư luôn. Nhưng mà cái lý do tại sao nó dồn lại một cục vậy chị? Thả rong quen rồi. Tém là gì? Tém. Với một cái bộ áo dài trước nào em có câu hỏi xin phỏng vấn. Nếu chị đoạt giải hoa hậu trong buổi tối ngày hôm nay thì số tiền giải thưởng trên 12 tỷ đồng đó chị sẽ làm gì? Bao nguyên một team chơi suốt đêm. Một câu trả lời rất là thiết thực. Tưởng chị làm từ thiện mà chết em luôn. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta sẽ di chuyển qua bên đây. Chúng ta sẽ chờ đón một đối thủ.